Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube của chúng tôi. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Vào 22 giờ 30 phút tối ngày 3 tháng 12 giờ địa phương, Tổng thống Hàn Quốc Jun Sự Dường triệu tập một cuộc họp báo khẩn cấp và ban bố tình trạng thiết quân luật từ 23 giờ tối cùng ngày. Ngay sau đó, các binh sĩ vũ trang tiến vào tòa nhà quốc hội. Nhiều binh sĩ tới khu vực Jeo-u-do phía Tây Seoul bằng trực thăng và cố gắng tiến vào tòa nhà quốc hội. Bên ngoài tòa nhà quốc hội, khoảng 100 người biểu tình kêu gọi bãi bỏ tình trạng thiết quân luật. Các nghị sĩ Đảng Dân chủ tập trung tại Quốc hội và thảo luận động thái bãi bỏ tình trạng thiết quân luật. Cùng lúc đó, binh sĩ đập vỡ cửa sổ tòa nhà chính của Quốc hội và cố gắng xông vào phòng họp nơi diễn ra phiên họp. Nghị sĩ Châu Cúc, cựu thư ký cấp cao của tổng thống phụ trách các vấn đề dân sự và từng là bộ trưởng tư pháp cho biết, nếu tổng thống không tuân thủ kết quả được thông qua tại Quốc hội thì rõ ràng là hành vi bất hợp pháp. Việc ban bố tình trạng thiết quân luật là bất hợp pháp và là căn cứ để luận tội. Đây là cuộc khủng hoảng quốc gia. Trước tình thế như vậy, khoảng 4 giờ 30 phút sáng ngày 4 tháng 12, ông Jun đã phải ra thông báo dỡ bỏ lệnh thiết quân luật. Tất cả sự chú ý hiện đang đổ dồn vào hành động tiếp theo của Tổng thống Hàn Quốc. Ông Ham sung Úc giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Kiều Nghi ở Hàn Quốc, nhận định rằng ông Jun sức riêng chỉ có hai lựa chọn: một là từ chức ngay trong ngày hoặc chờ bị luận tội. Ông Ham mô tả việc ông Jun ban bố lệnh thiết quân luật là điều tồi tệ với nền dân chủ Hàn Quốc. Giáo sư Ham cho biết ông Jun đã chứng tỏ sự thất bại trong việc vận dụng các quy tắc dân chủ, vì vậy ông sẽ bị trừng phạt. Nếu ông Jun từ chức, Thủ tướng Han Duk-su sẽ tạm thời nắm quyền lãnh đạo cho đến khi có một cuộc bầu cử tổng thống mới sau 6 tháng nữa. Nhưng nếu ông Jun từ chối từ chức, quy trình luận tội phức tạp sẽ diễn ra với hình phạt nghiêm khắc hơn, kéo theo một phiên tòa xét xử, giáo sư Ham cho biết. Ngay sau khi Tổng thống Jun đồng ý dỡ bỏ lệnh thiết quân luật theo nghị quyết của Quốc hội vào dạng sáng ngày 4 tháng 12, hơn 40 nghị sĩ từ các đảng đối lập đã kêu gọi luận tội ông với cáo buộc chủ mưu các sai phạm nghiêm trọng trong quản lý quốc gia mang tính phản quốc. Ông Hwang Ha, lãnh đạo Đảng Tái thiết Hàn Quốc nhấn mạnh, tổng thống đã thực hiện hành động tương đương với tội phản quốc khi huy động quân đội. Rõ ràng ông ấy không thể tại vị thêm một phút nào nữa, chúng ta cần khẩn trương thông qua bản kiến nghị luận tội. Ông Hoàng cũng thúc giục các đảng đối lập đề xuất kiến nghị luận tội ngay trong ngày 4 tháng 12, nhấn mạnh rằng đề xuất này phải được bỏ phiếu trong vòng 24 đến 72 giờ sau khi được trình. Trong khi đó, Tranh án tòa án cao Hàn Quốc Châu Hà Đề đề ngỏ khả năng luận tội ông Jun chỉ nói sẽ giải quyết vấn đề đó vào thời điểm thích hợp. Theo hãng thông tấn John Hap, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã đặt quân đội vào tình trạng báo động toàn diện sau khi Tổng thống Jun sức Riêng ban bố tình trạng thiết quân luật khẩn cấp vào tối ngày 3 tháng 12 năm 2024 theo giờ địa phương. Các quan chức chỉ huy chủ chốt của mỗi đơn vị quân đội đã khẩn trương trở về đơn vị của mình để tăng cường cảnh giác, chuẩn bị và đánh giá tình hình. Quân đội đã ra lệnh cho các chỉ huy từ cấp tiểu đoàn trường trở lên trong tình trạng sẵn sàng khẩn cấp. Tất cả nhân viên của Bộ Quốc phòng cũng đã được lệnh phải có mặt để làm việc. Cấp chỉ huy tiểu đoàn trở lên được lệnh dự phòng khẩn cấp máy bay chiến đấu xuất kích. Hầu hết các lực lượng không quân dự phòng khẩn cấp, chẳng hạn như máy bay chiến đấu, đã xuất kích và thực hiện các nhiệm vụ tuần tra và giám sát trên không. Hàng thông tấn trôn hấp thời điểm đó đưa tin rằng Bộ Quốc phòng đã triệu tập cuộc họp của các chỉ huy chủ chốt, ban hành chỉ thị tăng cường cảnh báo khẩn cấp và chuẩn bị sẵn sàng trong toàn quân đội. Quân đội Hàn Quốc đã tuyên bố đình chỉ mọi hoạt động của quốc hội, phong tỏa lối vào nhà quốc hội, các thành viên của quốc hội dường như bị cấm vào tòa nhà. Quốc hội Hàn Quốc ngay sau đó đã gửi thông báo chính thức tới Tổng thống Yoon Suk-yeol và Bộ Quốc phòng nước này yêu cầu dỡ bỏ thiết quân luật ngay lập tức. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã từ chối tuân thủ yêu cầu của quốc hội, tuyên bố lệnh thiết quân luật do Tổng thống Yoon Suk-yeol ban hành sẽ vẫn có hiệu lực cho đến khi ông chính thức dỡ bỏ. Trong phiên họp toàn thể của quốc hội, Nghị quyết yêu cầu dỡ bỏ thiết quân luật đã được thông qua với 190 phiếu có mặt, 190 phiếu tán thành, 18 nghị sĩ thuộc phe Tân Hàn trên Hàn Đông Hùn và 172 nghị sĩ đối lập đã tham gia bỏ phiếu thông qua. Chủ tịch Quốc hội Won Sik phát biểu, theo quyết định của Quốc hội, Tổng thống phải ngay lập tức dỡ bỏ thiết quân luật. Giờ đây, tuyên bố thiết quân luật là vô hiệu. Điều 77 đoạn 5 của Hiến pháp quy định, khi Quốc hội yêu cầu dỡ bỏ tình trạng thiết quân luật, với sự chấp thuận của đa số thành viên đã đăng ký tổng thống sẽ dỡ bỏ nó chủ tịch quốc hội google sik cho biết quốc hội sẽ có biện pháp đối phó theo thủ tục hiến pháp để đáp lại tuyên bố thiết quân luật của tổng thống jun sức riêng ngay sau đó tổng thống hàn quốc đã thông báo sẽ dỡ bỏ tình trạng thiết quân luật ông cho biết các binh sĩ được điều động để thi hành thiết quân luật đã trở về căn cứ trong một động thái nhằm khôi phục trạng thái bình thường thông cáo của tổng thống jun sức riêng cho biết tôi đã tuyên bố tình trạng thiết quân luật với sự kiên định bảo vệ đất nước trước các thế lực chống phá đang tìm cách làm tê liệt chức năng thiết yếu của quốc gia và trật tự hiến pháp của nền dân chủ tự do. Nhưng do quốc hội yêu cầu dỡ bỏ thiết quân luật, tôi đã rút quân được huy động để thi hành thiết quân luật. Thiết quân luật sẽ được dỡ bỏ ngay lập tức bằng cách chấp nhận yêu cầu của quốc hội thông qua cuộc họp của hội đồng nhà nước nội các. Tuy nhiên, chúng tôi yêu cầu quốc hội chấm dứt ngay những hành động liều lĩnh làm tê liệt chức năng của nhà nước thông qua việc liên tục luận tội, thao túng lập pháp và thao túng ngân sách. Các chuyên gia cảnh báo rằng cuộc khủng hoảng ở Hàn Quốc có thể leo thang thành bất ổn chính trị sâu sắc, đặc biệt nếu quốc hội và tổng thống tiếp tục bất đồng quan điểm với nhau. Theo hãng thông tấn Yonhap, tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã có một cuộc họp báo bất ngờ trên truyền hình và ban bố tình trạng thiết quân luật, cáo buộc phe đối lập có các hoạt động chống nhà nước và âm mưu nổi loạn. Đây là lần đầu tiên một tổng thống Hàn Quốc ban bố lệnh thiết quân luật trong vòng 44 năm qua. Ngay sau đó, Tham mưu trưởng lục quân Hàn Quốc Park an su người được bổ nhiệm làm chỉ huy thiết quân luật, công bố sắc lệnh thiết quân luật có hiệu lực. Sắc lệnh cấm mọi hoạt động chính trị, bao gồm cả các cuộc biểu tình và hoạt động của các đảng phái chính trị. Ngoài ra, sắc lệnh yêu cầu đặt tất cả các phương tiện truyền thông và nhà xuất bản dưới sự kiểm soát của quân đội. Sắc lệnh yêu cầu các bác sĩ thực tập sinh đình công phải ngay lập tức quay lại làm việc trong 48 giờ. Theo sắc lệnh, người vi phạm thiết quân luật có thể bị bắt hoặc bị khám xét. Duyên Háp dẫn nguồn thạo tin cho hay Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc đã đề xuất lên Tổng thống Yun về việc ban bố thiết quân luật. Theo đài truyền hình địa phương YTN TV, ngay sau khi có tuyên bố của Tổng thống, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc đã trên đường tới Quốc hội và dự định triệu tập một phiên họp bất thường. Các bộ trưởng gồm Bộ trưởng Tài chính, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc cũng triệu tập một cuộc họp cấp cao về lệnh thiết quân luật. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc cũng triệu tập một cuộc họp với các chỉ huy cấp cao yêu cầu quân đội tiếp tục cảnh sát cao độ Phản ứng trước động thái trên, lãnh đạo đảng quyền lực nhân dân cầm quyền Han Dong-hoon nói rằng tuyên bố thiết quân luật của tổng thống Yoon là sai và ông sẽ ngăn chặn nó cùng với người dân. Trong khi đó, đảng dân chủ đối lập đã trụ tập khẩn cấp các nhà lập pháp thuộc đảng mình đến quốc hội ngay sau khi tổng thống Yoon ban bố thiết quân luật nhằm thảo luận và bắt đầu các thủ tục cần thiết để ngăn cản thiết quân luật. Trên mạng xã hội X, cựu tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nói rằng nền dân chủ của Hàn Quốc đang bị khủng hoảng. Lãnh đạo đảng dân chủ Lee Jae-myung gọi tuyên bố thiết quân luật khẩn cấp của ông Yun là vi hiến, lên án đó là động thái đi ngược lại với nhân dân. Lãnh đạo Đảng Dân Chủ đối lập nói, Tổng thống Yun đã tuyên bố tình trạng thiết quân luật khẩn cấp mà không có lý do. Xe tăng, xe bọc thép và binh lính với súng và kiếm sẽ sớm kiểm soát đất nước. Tuy nhiên, ngay sau đó, Tổng thống Hàn Quốc Yun Sắc Yên tuyên bố chấp nhận dỡ bỏ thiết quân luật như yêu cầu của Quốc hội gần 6 tiếng sau khi có hiệu lực. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã ban hành lệnh thiết quân luật lúc nửa đêm, quân đội tiến vào tòa nhà quốc hội, máy bay trên khu vực phủ tổng thống và quốc hội. Những người dân cũng có mặt rất nhanh và rất đông tại đó. Trong số đó có chị NTH, một người Việt tại Hàn Quốc. Chị hát kể, chị đã nghe tiếng máy bay bay vù vù trên đầu. Chỗ này ở gần Yongsan, phủ tạm tổng thống và Yeouido, quốc hội nên nghe tiếng máy bay rất rõ. Chứ mọi khi thì ở đây không có tiếng máy bay do xa sân bay ngay sau khi có tin thiết quân luật việc tìm thông tin trên mạng rất khó trang xã hội như never cafe một kiểu như facebook đã bị chặn tổng thống Yoon ban bố thiết quân luật lúc gần nửa đêm giờ đó ngoài đường đã bớt người rồi nhưng ngay khi thiết quân luật được ban bố người dân đến ngay tòa nhà quốc hội ở yodo cùng lúc quân đội tiến vào tòa nhà theo quan sát thì gần như toàn bộ người dân đều tỏ thái độ phản đối lệnh thiết quân luật và tỏ thái độ ủng hộ quốc hội nói chung người hàn quốc không thích những vụ việc liên quan đến thiết quân luật Thời Tổng thống Chun Doo-hwan ban hành thiết quân luật, khống chế tỉnh Gwangju, gây ra biến cố Gwangju 1980 được coi là vết nhơ trong lịch sử dân chủ Hàn Quốc. Người Hàn bảo rằng Tổng thống Yun đang đem Hàn Quốc về thời những năm 1980. Người Hàn còn đang đòi đào mả tướng Park An-su, người tham mưu cho Tổng thống Yun ban bố tình trạng thiết quân luật. Luật pháp Hàn Quốc cho phép Tổng thống ban bố tình trạng thiết quân luật mà không qua Quốc hội, nhưng hiến pháp lại cho phép Quốc hội dỡ lệnh ban bố của tổng thống. Đợt rồi Quốc hội tiến hành luận tội một loạt công tố viên cao cấp. Hôm qua, Quốc hội lại vừa cắt bớt ngân sách cho chính phủ. Không biết có phải tổng thống vì lẽ đó mà nửa đêm ban bố lệnh thức quân luật hay không. Theo lời chị Hát, đến lúc hơn 2 giờ sáng, thỉnh thoảng vẫn còn nghe tiếng máy bay, lâu lâu đảo qua đảo lại. Theo luật, khi tình trạng thiết quân luật được ban hành, quyền của cảnh sát sẽ tạm chuyển cho quân đội. Báo đài Hàn Quốc đang đưa tin là dù quốc hội đã thông qua quyết định bỏ thiết quân luật, nhưng quân đội lại kêu chờ tổng thống Yun ra lệnh bỏ thì họ mới dám hành động người dân thì vẫn ở rất đông trước tòa nhà quốc hội ở Yodu. Sau khi Never đã vào lại được bình thường, người dân lướt qua các comment thì thấy toàn là phản đối tổng thống, bảo ông này chính là nội loạn, rồi yêu cầu luận tội. Giờ trên mạng của người Hàn chỉ có hai slogan, bãi bỏ thiết quân luật, luận tội tổng thống. Với cách người Hàn quan tâm tới chính trị thì không chừng rồi sẽ lại có biểu tình. Trong khi đó, những tập đoàn lớn có văn phòng ở Yongsan, phủ tổng thống, đã quyết định cho nhân viên làm việc tại nhà. Dù quốc hội đã yêu cầu bãi bỏ thiết quân luật, nhưng Tổng thống Yun vẫn chưa từ bỏ, nên mọi người quyết định làm ở nhà, hạn chế đi công tác. Theo lời chị Hát, người Việt, ai không biết tiếng Hàn thì còn đỡ, ai biết tiếng là biết có chuyện xảy ra, đều đang lo lắng. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Anh cũng đã tuyên bố bày tỏ quan ngại trước những diễn biến tại Hàn Quốc, đồng thời kêu gọi công dân Anh đang có mặt tại quốc gia Đông Á này theo dõi sát tình hình để đảm bảo an toàn. Trong một tuyên bố chính thức, Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, bà Catherine West nhấn mạnh chính phủ Anh vô cùng quan ngại về các sự kiện cùng ngày ở Hàn Quốc, đồng thời kêu gọi công dân Anh đang có mặt tại quốc gia Đông Á này cần tiếp tục theo dõi tình hình và tuân thủ khuyến cáo về đi lại của Bộ Ngoại giao Anh. Bên cạnh đó, Nga và Nhật Bản cũng bày tỏ quan ngại về tình hình tại Hàn Quốc. Tổng thống Hàn Quốc Jun Sức Dương đã ban bố thiết quân luật trong bài phát biểu bất ngờ trên truyền hình lúc đêm khuya ngày 3 tháng 12, chỉ trích phe đối lập và gây chấn động khắp cả nước. Trong bài phát biểu tuyên bố thiết quân luật, Tổng thống Hàn Quốc Jun Suk riêng cáo buộc đảng đối lập dùng việc ngăn chặn ngân sách làm vũ khí chính trị, cũng như luận tội nhiều quan chức khiến nhánh hành pháp bị tê liệt. Tính cho đến nay, Quốc hội đã khởi xướng 22 động thái luận tội đối với các quan chức chính phủ kể từ khi chính phủ này của chúng ta được thành lập. Và từ tháng 6, khi Quốc hội khóa 22 ra mắt, họ đang theo đuổi việc luận tội người thứ 10. Đây là tình huống chưa từng có tiền lệ tại bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, cũng như chưa từng xảy ra ở nước ta kể từ thời điểm lập quốc hệ thống tư pháp hiện đang bị tê liệt khi có nhiều lời đe dọa nhằm đến các thẩm phán cũng như nỗ lực buộc tội các công tố viên. Hơn thế nữa, đã có những nỗ lực được thực hiện nhằm luận tội Bộ trưởng Bộ Nội vụ và An toàn, Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc, Chủ tịch Ban Kiểm toán và Thanh tra và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và những việc này cũng đang làm tê liệt nhánh hành pháp. Ngân sách quốc gia đã bị cắt giảm nghiêm trọng với các ngân sách chính cho các chức năng cốt lõi của nhà nước, chẳng hạn như việc phòng chống tội phạm ma túy và duy trì an toàn công cộng bị cắt giảm hoàn toàn. Điều này làm suy yếu chức năng thiết yếu của nhà nước và biến Hàn Quốc thành thiên đường ma túy, cũng như trở thành một quốc gia với khủng hoảng công cộng. Chế độ độc tài lập pháp của Đảng Dân Chủ, vốn sử dụng cả ngân sách làm phương tiện đấu tranh chính trị, đã không ngần ngại luận tội cả ngân sách. Quốc hội nước ta hiện nay đã trở thành sao huyệt tội phạm, qua hành động làm tê liệt các cơ quan tư pháp và hành pháp bằng chế độ độc tài lập pháp và âm mưu lật đổ hệ thống dân chủ tự do. Quốc hội lẽ ra phải đóng vai trò là nền tảng của nền dân chủ tự do nhưng hiện đã biến thành một con quái vật đang phá hủy chính hệ thống đó. Hàn Quốc đang trong tình thế khó khăn khi đất nước có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào và đang trên bờ vực của sự hủy diệt. Sau khi Hàn Quốc tuyên bố thiết quân luật, vài giờ đồng hồ sau đó, 190 trên 300 nghị sĩ đã tới nhà quốc hội để bỏ phiếu ngăn chặn mệnh lệnh của ông Jun. Tuy nhiên, một số nghị sĩ đã phải trèo tường đi vào tòa nhà lập pháp sau khi quân đội chặn lối vào chính. Ông Lee Jamyung, lãnh đạo đảng dân chủ đối lập Hàn Quốc đã phát trực tiếp cảnh mình trèo qua hàng rào để vào được tòa nhà quốc hội. Đoạn video ông Lee trèo rào vào trong đã lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của dư luận. Ngoài ra, nghị sĩ Lee Sung-jun thuộc đảng dân chủ đối lập nói với BBC rằng ông vào được hội trường quốc hội chính nhờ trèo qua hàng rào cao 1,5 m Trước đó, ông bị cảnh sát chặn không cho vào bằng cửa chính dù ông mang theo giấy tờ tùy thân chứng minh mình là một nhà lập pháp. Ngay sau động thái của ông Jun. Ông Lee jae cho rằng hành động này là vi hiến. Ông nói, cảnh báo nền kinh tế Hàn Quốc có thể đối mặt với diễn biến tiêu cực. Tổng thống Jun tuyên bố thiết quân luật khẩn cấp mà không có lý do. Xe tăng, xe bọc thép và binh lính với súng ống sẽ sớm kiểm soát đất nước.